ngày 12 tháng 9 năm 2023 lên livestream tuyên bố yêu cầu sao kê trong đám tang là vô lý. Ủa, nếu vô lý thì ngày 16 tháng 6 họp báo chứng minh sao kê để làm gì? Đúng không? Nó có cái mâu thuẫn. Tự mình là cái người đưa ra cái gọi là sao kê. Tự mình xô ra. Tự mình yêu cầu, rồi tự mình đưa ra, tự mình chứng minh, tự mình hết. Không có ai bắt buộc hết. Dưới sức ép thì mình tự mình đưa ra. Rồi mình giải thích, mình phân trần. Rồi bây giờ người ta thấy rằng cái bản đó nó không có hợp lý. Rồi người ta mới yêu cầu là sao kê chi tiết. Thì lúc đó mới nói rằng là sao kê là vô lý. Ủa gì kỳ vậy? Mới cách đó cũng có mấy tháng chính mình nói là mình minh bạch rõ ràng. Rồi sau đó mấy tháng mình nói rằng là sao kê là vô lý. Tôi mới thấy là vô lý nè. Thà mà đừng có nói. Thà mà đừng có nói. Mình chỉ nói rằng là cung cấp thông tin thôi. Được rồi. Rồi. Tôi thấy rằng tôi cần cung cấp thông tin như đây là đủ rồi. Thì mình nói là cung cấp thông tin cơ bản để cho người ta biết. Thì vậy là ok nhất. Còn đằng này mình nói rằng là mình sao kê cho mọi người thấy. Rồi sau đó mình cũng chính mình nói rằng là sao kê là vô lý. Xin thưa rằng tôi là người nghe tôi mới thấy là vô lý. Đúng không? Tự mình đi phản bác cái chuyện của mình. Giống như ông bên Pháp vậy. Ông bên Pháp nói rằng là đi tìm nghệ sĩ họ đi tìm chi. Đi tìm người nhà hết cũng vậy. Rồi sau đó mới nói rằng là tôi không nói vậy. Câu trước đã câu sau hết. Như vậy mà nghe là quý vị sẽ để ý. Ừ. Dựa vào luật nào, dựa vào bằng chứng nào, dựa vào quyền lực nào, dựa vào tư cách nào mà yêu cầu tòa án xem xét và giải quyết, công nhận và thực hiện theo quyết định của cố nghệ sĩ khi còn sống đã cho căn nhà số 5 Đầu Thị Điểm. Vì thực tế là gia đình của cái cô này đó đã ém quân và mai phục ông ấy viết phim Những Kiếm Hiệp của ha từ năm 2021 cho đến nay. Thay ổ khóa không cho vô chứ đuổi rồi nào, dùng từ hơi là bị lạ nha. Thay ổ khóa không cho vào là đuổi chứ còn gì nữa, đuổi khéo thôi, đúng không? Tự nhiên nhà đang yên đang lành không là ở xong rồi á, thay ổ khóa thì có khác gì đuổi đâu. Ông này tính ông biết vậy là cũng hơi kỳ ha, chứ còn gì nữa. Nhà đang ở chung ngon lành vậy đó, chị em tự nhiên cái thích cái độ ổ khóa không đuổi chứ lại gì, chẳng qua là dùng từ là thay ổ khóa cho vui thôi. Không? Cái từ thay ổ khóa nó bằng từ đuổi, chẳng qua là viết để né thôi chứ bản chất đó là đuổi, đúng không? Giống như quý vị bây giờ đi, hai chồng đang ở chung vậy đó, một ngày đẹp trời bà vợ bà chơi bà thay ổ khóa không đuổi chứ làm gì, tối gì đâu có chìa khóa mà cửa vô nhà đâu, đúng không? Nhưng mà lạ nè, tự nhiên á đi kiện nói rằng á là theo quyết định của cố nghệ sĩ. Xin thưa là quyết định của cố nghệ sĩ đó là cái ý chí ông nói chơi thôi. Còn cái quyết định hành chính pháp lý là phải đi thực hiện cái việc là công chứng. Chứng thực ở ngoài và phòng công chứng. Tôi nói quý vị nè, giống như một số người hay tin nhầm lắm. Có một cái anh thanh niên đó, nói à, anh yêu em nhiều lắm. Em muốn làm vợ anh không? Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai. Ôi, mấy cái lời đó mật ngọt dữ dằn lắm. Nhưng mà đó chỉ là yêu thôi. Anh hứa là sau này là anh coi em như vợ, anh là đối xử tốt với em, rồi đủ thứ chuyện hết, hứa dữ lắm. Nhưng mà xin thưa rằng đó cũng chỉ là lời hứa thôi. Còn nếu mà yêu em thật lòng thì đưa em lên phường, đúng không? Nếu yêu thật lòng là phải đưa em lên phường, thì cái đó mới là yêu thật lòng, cái đó mới là vợ chồng, đúng không quý vị? Chứ còn mà anh hứa là em là vợ anh rồi đó, hả? Đi ra ngoài đường á là em phải nói em là bà xã anh nha, em phải nói rằng em á là vợ của anh. Xin thưa rằng là cái lời nói đó chỉ là lời nói cho vui thôi, nó không có giá trị pháp lý. Nó chỉ có giá trị pháp lý khi mà hai đứa nắm tay nhau đi lên phường thì cái đó mới có giá trị pháp lý, đúng không? Cho nên á, một cái hành vi pháp lý tùy theo trường hợp sẽ được nhà nước công nhận thì mới có giá trị. Còn có những cái hành vi mà pháp lý không cần nhà nước công nhận thì nó rất là đơn giản. Còn những hành vi mà nó phải được nhà nước công nhận là ví dụ là vợ chồng phải đăng ký kết hôn, hoặc cho tặng tài sản là phải được nhà nước công nhận bằng cái hợp đồng cho tặng, có xác nhận của văn phòng công chứng, thì cái đó mới là cái quyết định chính thức. Còn tất cả những cái còn lại đó là nói cho vui. Chứ tại sao lại cho rằng là đó chính là cái quyết định của ông cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh? Xin thưa là không.
quyết định đó là sai. Tiếp theo nữa thì lại lấp liếm qua rằng là di chúc của Vũ Linh, xin thưa, quyết định cho tặng là một cái hành vi pháp lý, làm hợp đồng cho tặng. Còn di chúc là một, cũng là một cái hành động pháp lý, tuy nhiên nó ở thể bị động, là sau khi ông ấy mất rồi thì lúc đó mới phát sinh hiệu lực, đúng không? Cho nên đừng có lập lờ để đánh lận rằng là quyết định của cố nghệ sĩ là làm di chúc, xin thưa, là không. Quyết định là quyết định cho tặng, là phải làm hợp đồng cho tặng, hoặc là đâu đó là hợp đồng chuyển nhượng bán giá rẻ. Còn cái hành động pháp lý bị động đó chính là để là di chúc, mà di chúc là phải tuân thủ các quy định của pháp luật về di chúc. Một là viết tay, hai đánh máy có người làm chứng, ba lập di chúc và lập vi bằng, bốn là đi ra ngoài văn phòng công chứng để công chứng cái di chúc đó, năm lên ủy ban nhân dân, sáu là quý vị phải làm di chúc bằng miệng có hai người làm chứng nhưng phải đang ở trong tình trạng là nguy kịch về tính mạng, và sau đó hai người làm chứng phải viết ra lại bằng giấy rồi mới nộp cho cơ quan ủy ban nhân dân để họ xác thực chữ ký, thì cái đó mới gọi là một cái hành vi pháp lý, chứ đâu có phải là thích thì ngồi cái là chén chú chén anh xong rồi đi quay phim chụp hình rồi selfie thì nói rằng là người ta cho. Tôi thưa rằng nếu cho cái kiểu đó, tôi thưa với quý vị, văn phòng công chứng làm sẽ mệt mỏi luôn, biết tại sao không? Bây giờ quý vị đi ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa đó, đường Trường Sa với Hoàng Sa đó, biết bao nhiêu quán nhậu rồi đó, thì một ngày là biết bao nhiêu cái chuyện mà họ nói đùa với nhau. Ờ ngày mai đi tao cho mày cái nhà của tao, ngày mốt đi qua tháng đi tao cho mày cái chung cư của tao, mày về quê đi tao cho mày miếng đất. Xin thưa rằng nếu mà lập di chúc cái kiểu đó đó, là một ngày không biết là văn phòng công chứng ở Sài Gòn này lập biết bao nhiêu cái di chúc, đúng không quý vị? đâu có đơn giản gì được. Pháp luật quy định rất rõ ràng, đâu phải rằng là muốn ngồi ở một cái bàn uống bia rồi uống rượu rồi lại là muốn làm chút cái đó, xin thưa là không, đúng không? Rồi tiếp tục đó là cải trang đóng vai nghèo khổ, thức khuya dậy sớm, con nhà lễ giáo, nề nếp gia phong, vài ngày sau xuất hiện trên mạng nguyên cái clip, kiểm kê kho báo, thái độ phát ngôn, tư cách trái ngược 360 độ. Đó, nhiều cái đó. Tôi thích nhất là cái clip mà đi đếm tiền, vui rất là lạ. Hôm bữa tôi nói với quý vị, bản thân quý vị mà giàu mà có tiền thì quý vị đâu đó quý vị cũng chỉ để trong két sắt thôi. Két sắt thì đâu đó thì nếu mà lớn lắm két sắt thì chiều ngang cũng một thước, chiều cao cũng thước rưỡi hai thước thôi, chiều sâu thì cũng đâu đó khoảng tầm chừng thước hơn thôi, đúng không? Két sắt là bự cỡ đó thôi, cỡ nào nữa giờ. Cái két sắt là bự lắm đó, thì cũng chẳng qua là bự cỡ cái tủ quần áo thôi. Còn đằng này đó, cái tủ quần áo của quý vị đó chỉ là một cái hộc tủ nhỏ trong cái phòng đựng tiền của người ta thôi, đúng không quý vị? Cái tủ đựng tiền của quý vị đó, chỉ là một bộ phận trong cái khu vực đựng tiền của người ta thôi. Quý vị thấy ngân hàng không? Ngân hàng á, nó có cả một cái nhà kho để nó đựng tiền. Rồi, mấy cái cô mà thủ quỹ ở ngân hàng á thì có két sắt nhỏ nhỏ để kế bên, để mà khi mà giao dịch tiền á là bỏ ra bỏ vô, đúng không? Đó là két sắt nhỏ thôi. Còn khi quý vị mà bước vô trong ở cái kho của ngân hàng á là cả một cái nhà kho đựng tiền luôn, đúng không? Cho nên vì vậy đó là quý vị đã không có giàu bằng ta đâu. Người ta là bỏ tiền là trong cả một cái phòng những kìa, dưới gầm giường, trong tủ, rồi nhét lên ở trên cái nóc tủ nữa, rồi bỏ vô cái giỏ sách, giỏ sách bỏ vô tủ nữa, rồi người ta bỏ tứ lung tung trong cái phòng đó, thì cái phòng đó chính là nơi đựng tiền, đúng không? Người ta giữ dằn cỡ đó đó. Còn quý vị bỏ vô tủ thì xin nhê gì người ta đâu. Ca sĩ Nguyên Vũ mời công an vào cuộc tố Hồng Phượng thuê người đánh mình. Mới đây trên trang cá nhân, Nguyên Vũ thông báo gửi đơn tố cáo chuyện mình bị Hồng Phượng và đám trùi ve tấn công về tinh thần cho người theo dõi và đe dọa an toàn của Hồng Loan. Thời gian qua, cùng với Hoa hậu Phương Ly, ca sĩ Nguyên Vũ đã kề vai sát cánh ủng hộ và giúp đỡ cho con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan. Cũng vì điều này mà anh liên tục bị phía đối nghịch với Hồng Loan tạo nick giả để tấn công, chỉ trích. Không hề sợ hãi hay né tránh, nam ca sĩ lập tức đăng đàn đáp trả. Nguyên Vũ cho biết, với anh đúng sai rõ ràng, còn chuyện anh làm được gì cho xã hội thì có bằng chứng hẳn hoi, nam ca sĩ viết. Xin lỗi mọi người, lâu lâu cho Vũ tâm sự một chút. Khi Vũ giúp đỡ bé Hồng Loan, thì có mấy người bên phía ức hiếp em Loan khó chịu hoặc ganh ghét đã tạo nick tấn công Vũ và nói những lời nặng, như kiểu mày giúp gì được cho ai, giúp gì cho xã hội chưa mà mày đặt nhảy vào giúp nhỏ con nuôi đó. Nên hôm nay xin phép mọi người cho Vũ thả nhẹ, khoe những gì đã và đang làm, cho những hoàn cảnh khó khăn. Dưới đây chưa kể đến những trường hợp Vũ đã âm thầm hỗ trợ cho rất nhiều hoàn cảnh mà Vũ không tiện nêu tên.
Với Vũ đúng là đúng, sai là sai, Vũ sống không sợ bất cứ bè phái nào và luôn tâm thế một mình nên cũng không sợ chuyện thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, miễn sao sống vui vẻ không thẹn với lương tâm là được. Thời gian qua với 30 năm làm nghề, Vũ luôn sống biết ơn vì cái tên cũng như hình ảnh của một nguyên Vũ mà khán giả đã tin yêu nuôi dưỡng nó. Bởi vậy, Vũ chỉ sợ duy nhất là công chúng khán giả thôi. Bên cạnh đó, Vũ cũng chỉ mong muốn cho mẹ mình về già được vui vẻ hãnh diện về đứa con trai này, nên Vũ luôn muốn sống với nghề mà người ta thường hay nói là xướng ca vô loài phải thật đẹp, thật văn minh và ý nghĩa. Ngay sau động thái này của Nguyên Vũ, Hồng Loan chia sẻ bài viết của người anh thân thiết về trang cá nhân mình. Cô còn chú thích ngắn gọn nhưng đầy yêu thương ông anh của móm.